Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, việc phát triển giao thông nông thôn đang từng ngày được hoàn thiện. Các con đường liên ấp, liên xã đều được mở rộng, nâng cấp khang trang. Nhiều cây cầu bê tông vững chắc đã được xây mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa, nông sản của các hộ nông dân đến mọi nơi một cách nhanh chóng, tiện lợi nhưng bên cạnh đó việc nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông cũng là một điều rất cần phải được quan tâm để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra phản ánh vấn đề này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh cẩn thận trên đường của tác giả trần kim hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên hữu phúc giai chú ba kim liên dài cô tư ngọc loan giai diệu tường duy giai anh hoàng Quang yến đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn tại nhà của chú ba vào buổi sáng chú đang ngồi uống trà thì bé Diệu, cháu nội của chú dẫn chiếc xe đạp ra ngoài chuẩn bị đi học ông nội bà nội đi đâu á mà có không thấy vậy ông nội ờ à, à, bà nội con ra đồng hồi sáng sớm để con người ta thu hoạch rau cải đó mà ông nội à, chờ con đi học xong rồi mới ra ngoài à, coi tiếp bà nội con. À, cơm chiên à, bà nội để dành cho con, con ăn chưa vậy? Dạ, con ăn xong nãy giờ, giờ cũng rửa chén luôn rồi nội ơi. Mẹ ơi, để đó chiều về bà nội rửa luôn. Con lo đi học, không thôi bị trễ đó. Dạ, không có trễ đâu ông. Bây giờ có con đường bê tông, rồi thêm có cây cầu đúc nữa, nên con chạy xe có chút xíu là tới lớp liền hả? À không có như hồi trước mỗi lần con đi học là ông nội phải chèo xuồng đưa con đi lòng vòng lâu ơi là lâu vậy đó <laughs> cái con nhỏ này thấy trăng quên đèn hà nội nói cho con nghe đây nè đường xá thông thoáng nhưng mà con chạy xe cũng phải cẩn thận nhất là tới mấy cái khúc cua đó nghen chạy chậm chậm với lại quan sát cho nó kỹ phải chú ý an toàn giao thông nghe. hiểu chưa dạ con hiểu rồi nội ơi ở lớp của con á thầy cô cũng thường nhắc nhở tụi con là khi chạy trên đường không được đùa giỡn phải chạy hàng một không nên chạy hàng hai hàng ba khi qua đường thì phải quan sát cẩn thận rồi mới qua còn nhớ rõ lắm đó ông nội ơi ờ à, vậy thì tốt nhưng mà ông chỉ sợ tụi con khi ra về cùng nhau đó rồi hứng chí thách nhau chạy đua lúc đó cứ cắm đầu cắm cổ chạy bất chấp cả nguy hiểm dạ con xin ghi nhớ là ông nội dặn dạ thưa ông nội con đi học ờ à, con đi học đi ông nội cũng ra đồng đây nè cẩn thận nghe con dạ dạ con chào chú ba ủa chú hoàng đi đâu sớm vậy nè dạ trên đường đến văn phòng ấp sẵn con đi một vòng để xem tình hình đời sống bà con ở ấp mình đó chú chú sửa soạn ra đồng hả chú ờ à, ừ. Nhưng mà cũng chưa có gấp Vì bà nhà chú đang ở ngoài đó Lát nữa chỉ ra để vận chuyển hàng quá gì à Mời, mời chú Hoàng vô nhà uống trà một chút Dạ, để bữa nào rảnh đi chú Hôm nay con cũng có một chút việc bận Thôi, con đi nghe chú à, Vậy hẹn bữa nào đi ha Tôi cũng đi ra đồng đây ơi mày ơi, có người té xe kìa chú hoàng ai té vậy cả chú ba mau phụ con đỡ chiếc xe lên đi chú trời đất cô tư ôi ra đau quá ủa trời ơi cô tư sao chạy nhanh dữ vậy chú hoàng chú hoàng chú đỡ cô tư vô nhà tôi ngồi tạm rồi coi có sao không để tôi dắt chiếc xe vô sân đặng không có cản trở giao thông cô tư có sao không cô đi từ từ thôi cô rồi cô ngồi xuống đây đi. Ôi, thấy đau rác ở chân, chắc bị trầy xước gì rồi. Ui uh, da. Yeah. Để con coi thử. Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Cô còn thấy đau ở chỗ nào nữa không cô? Giờ không biết còn đau ở đâu không nữa. Cô mất hết hồn vía rồi. Rêm nhức hết mình mày Ui uh, da, yeah. khó thở quá. Để con đưa cô đến trạm y tế, coi sao nghe cô. Thôi khỏi, chắc không đến nỗi nào đâu. Con ngồi nghỉ một chút rồi sẽ khỏe lại thôi Cái cô tư này Chớ đồ cồng kềnh như vậy Mà mắt giống gì chạy nhanh dữ vậy không biết nữa Cũng may là hồi nãy đường vắng ngàn. Nếu mà như đâm vô xe khác Hoặc là đụng trúng người đi đường á Thì có chuyện lớn rồi á Đây nè Uống miếng nước chanh đường cho tỉnh lại đi Tôi mới vô bếp pha cho cô đó Lớn tuổi rồi Phải cẩn thận chứ Cảm ơn anh ba Tại tôi thấy đường vắng nên mới chạy nhanh Ai về đâu Con đường ở xóm mình rất nhiều khúc quanh Và cây cối che khuất tầm nhìn Nếu người điều khiển giao thông không chú ý quan sát Thì rất dễ xảy ra tai nạn Tôi nói từ lúc có con đường này á Nói thiệt với chú Hoàng Là tôi vừa mừng vừa lo đó chú Ủa Chú nói vậy là ý làm sao hả chú ba Cái anh ba này Tôi đang bị đau Mà nghe anh nói tôi cũng thấy mắc cười Mừng còn không hết Chứ lo nổ gì Bộ anh quên là hồi trước Cái xóm của mình kinh rạch chằng chịch Lối đi chỉ là những lối mòn nhỏ Vang theo bờ kinh Còn cầu thì chỉ là cầu tre cầu gián Nông sản làm ra Phải chất lên xuồng Đem qua bên chợ bán rẻ như bèo Giờ có con đường Mừng còn không kịp chứ sao lại lo Tôi không có quên Vì thương lái Không có vô tận nơi thu mua được nên mình mới bị ép giá tới thê thảm. Cho nên khi mà chánh quyền có chủ trương làm con đường bê tông, rồi xây mới mấy cây cầu này đó, tôi tán thành cái rập liền. Chẳng những tán thành mà các cô chú còn ủng hộ bằng cách hiến một phần đất ruộng, đất thổ cư, nơi con đường đi qua để cho phần đường được mở rộng thông thoáng như hiện nay. Đây là công sức của tất cả mọi người dân trong xóm đó cô chú. Còn một lợi ích nữa là tụi nhỏ được tới trường nhanh chóng và an toàn hơn lúc trước như cháu nội của tôi đây nè ba má nó đi làm xa nên tôi với bà nội nó phải thay nhau đưa rước nó đi học bằng xuồng rất là mất thời gian nhất là trong những lúc vụ mùa bận rộn giờ nó đã tự đi xe đạp tới trường nhanh chóng và tiện lợi rồi đó con đường này mang đến nhiều lợi ích đến như vậy sao anh còn lo gì nữa <laughs> cái lo của tôi nó đang hiển hiện ngay trước mắt đây nè là sao tôi không hiểu gì hết con hiểu ý của chú ba rồi đó cô tư chuyện chú ba lo cũng đúng vì từ lúc có con đường này đã xảy ra nhiều vụ da quẹt hoặc té ngã như cô tư đây nè ý mẹ ơi chuyện té ngã hay là da quẹt là do xui rủi là chuyện nhỏ thôi có gì đâu mà lo hả anh ba cô nói chuyện nhỏ hả Vậy để tới khi có vụ nào nặng hơn thì mới là chuyện lớn phải không cô? Tôi nói thiệt nghe, không hiểu làm sao cô là phụ nữ ha, mà lên xe thì chạy cái gì mà dữ vậy? Lại còn chở đồ cồng kềnh tùm lum nữa, thiệt tình hết nói cô luôn á nghe. Không chạy nhanh thì sao kịp giao hàng đúng giờ cho người ta chứ? Với lại nếu không chất hàng lên xe cho nhiều thì phải chở thêm mấy chuyến mới hết. Làm vậy tốn thêm thời gian. Mà hàng hóa này chỉ là rau củ, nó nhẹ hiều chứ có nặng nề gì đâu. Tôi chở kiểu này hoài hà, tại bữa nay bị xui nên mới té đó chứ. Cô nói kiểu đó thì tôi cũng bó tay với cô luôn à. Lần này là bị xui nhẹ, còn thí dụ như lần sau bị xui nặng thì sao đây hả cô cô Tư? Cô Tư nghe con nói nè, nếu như hàng quá nhiều á, thì mình phân ra thêm một vài chuyến nữa, cũng đâu có mất thời gian nhiều đâu, và còn dễ chạy hơn đó. Chứ cô chở như vậy, bị té ngã, rồi hàng quá bị hư hao, thì có phải là lợi bất cập hại không? Thôi chết rồi, ba cái rau cải của tôi lúc nãy bị té văng tứ tung như vậy, chắc nó bị bầm dập hết trơn rồi. Nè, cô tính đi đâu đó, cái chân còn cài nhắc mà. Tôi đi ra coi ba cái hàng quá của tôi, chắc bị hư hết rồi, làm sao giao cho người ta bây giờ Hồi nãy Tôi có gom lại rồi Thì chắc cũng hư hao mớ Chứ không có hết đâu Vậy rồi tính sao bây giờ Người ta không chịu nhận là coi như lỗ luôn á Cô gọi điện cho người nhà đến đây đi Rồi tính tiếp Để con ra coi chiếc xe của cô có bị sao không Cô gọi điện cho Dưỡng Tư đi Kêu ổng chạy lại nhà tôi liền bây giờ À, 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 để tôi điện Ý đi chết, cái điện thoại của tôi sao mà nó tắt ngúng vậy nè chắc hồi nãy tôi té nên nó bị hư rồi sao giờ đây thiệt là xui tới cùng mà thôi 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 được rồi để tôi điện cho ờ à, alo dưỡng tư hả ừ ông chạy mau lại nhà tôi Trời ơi, cô Tư chạy xe bị té xe ở đây đây nè. Ờ à, cổ không sao, nhưng hàng quá thì bị hư hao cũng bộ mà. Còn chiếc xe thì uh, chú Hoàng đang coi đây nè. Ờ à, 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 tới liền nghe. Anh hối như vậy á, ổng chạy ào ào đó, lỡ có gì Ờ, à, quên hen. Mà cô cũng biết sợ rồi sao. Sợ thấy ông bà ông giải luôn đó chứ. Anh thử bị té xe như tôi đi rồi biết hà. Trời đất cái cô này khi không lại trù ẻo tôi vậy à <laughs> tôi nói cho cô biết tôi chạy xe rất là cẩn thận ngang mặc dù hơi chậm một chút nhưng mà đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người khác nữa đó tôi thì quen cái tật chạy nhanh rồi sửa không được sửa không được cũng phải ráng mà sửa chứ cô tánh mạng của mình thì mình phải trân quý chứ tôi giả dụ như hồi nãy cô bị thương nặng hơn như là gãy tay chân hay là chấn thương sọ não đi lúc đó có phải là vừa làm khổ bản thân mình vừa làm gánh nặng cho gia đình không ừ thì lời anh nói cũng có lý con kiểm tra chiếc xe của cô rồi chắc phải đem tới tiệm để sửa đó cô con đề hoài á mà không đổ máy trời đất cái chân như vậy mà còn phải dắt chiếc xe tới tiệm sửa nữa hả thiệt là ba xôi vô một chỗ mà thì để một lát nữa Dương tư tới Rồi ông đem đi sửa Bây giờ cô lo cho mình trước đi Giờ phải tới trạm y tế kiểm tra coi sao Chú bà nói phải đó cô Tư Cô không được chủ quan Phải đến trạm y tế kiểm tra cho chắc ăn Nhưng còn số hàng này Rồi còn chiếc xe hư nữa Tính làm sao bây giờ Thôi để tôi tính vậy coi có được không nha Tôi sẽ dẫn chiếc xe của cô Tới cái tiệm gần đây đây nè Để mà sửa à, Còn số hàng này á Thiện lát nữa dưỡng tư tới, chở về đem giao cho người ta. Đành phải chịu lỗ vì số hàng bị hư hao, chứ biết làm sao giờ. Giờ con sẽ chở cô đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe. Cô cứ nằm tình dưỡng ở đằng trạm. Khi nào dưỡng tư giao hàng xong, sẽ tới chở cô về. Dễ nghe cô. Làm vậy thấy phiền anh ba với Úc Hoàng quá à Vì anh ba còn phải ra đồng phủ tiếp chị ba nữa. Còn chú Hoàng thì còn đi làm việc. Ôi, không có gì đâu. Tôi đem xe tới tiệm á, Rồi chạy ra đồng tiếp bà nhà tôi Cũng không có trễ nãy gì Chồng sớm giúp đỡ nhau khi khó khăn là chuyện nên làm mà cô Dạ phải đó cô Tư Cô cứ yên tâm đi Qua chuyện này tôi tưởng tới già luôn rồi đó anh ba Mai mốt có chạy xe tôi phải cẩn thận hơn Cảm ơn anh ba với Út Hoàng nhiều lắm nghe Dạ không có gì Thôi để con dìu cô ra xe đặng tới trạm y tế nha cô Ờ à mẹ ơi gì nữa vậy cô tứ cái chân của tôi sao bây giờ nó sưng lên dữ vậy nè mau mau chở cô tới trạm y tế liền đi úc hoàng cô ngồi cho chắc ngang hơi <laughs> tới giờ mới thấy sợ thiệt tình cái cô này quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh cẩn thận trên đường của tác giả trần kim hằng mà quý thính giả vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt